Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại tiền đường nhà thờ Thánh Pio thành Pietrelcina. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 45 đến câu 56. Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị và nói, chúng ta phải xử trí sao đây, vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo, và quân Roma sẽ kéo đến phá hủy nơi này và dân tộc ta. Một người trong nhóm là Caipha, làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng, quý vị không hiểu gì cả, quý vị không nghĩ rằng, thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Không phải từ ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng, Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết người. Vì thế, Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephraim, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, có nhiều người từ các miền lên Jerusalem trước lễ để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu. Họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau. Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không? Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng, nếu ai biết người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở cuối bài tin mừng hôm nay, các nhà lãnh đạo Do Thái đã đi tới quyết định bắt và giết Chúa Giêsu. Họ xem người là mối đe dọa đến quyền lợi và tầm ảnh hưởng của họ. Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng tôn giáo, đúng như sứ vụ mà người đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.
người đến để đem sự sống của Thiên Chúa cho thế gian. Người vừa mới cho Lazaro chết 4 ngày được sống lại và đem lại niềm vui khôn tả cho gia đình anh. Vậy mà các nhà lãnh đạo Do Thái coi việc Chúa Giêsu giải thoát Lazaro khỏi cái chết lại là một mối đe dọa cho họ. Đó là bởi vì Chúa Giêsu đã đến như là đấng ban sự sống, và chính vì điều này mà người bị nhà cầm quyền Do Thái kết án tử. Khi trao ban sự sống cho những người như Lazaro, Chúa Giêsu đã phải hy sinh chính mạng sống của mình. Tuy nhiên, điều nghịch lý hơn nữa là trong khi hy sinh mạng sống, khi người ta lấy đi mạng sống mình, thì Chúa Giêsu vẫn tiếp tục trao ban sự sống của người. Chúa Giêsu vẫn là đấng ban sự sống khi ở trên thập giá, cũng như khi người bước đi trên các con đường Galilê và các đường phố ở Jerusalem. Thánh sử Gioan hôm nay còn khẳng định rằng cái chết của Chúa Giêsu còn là để quy tụ nhân loại về một mối nữa. Chúa Giêsu chết để thâu hồi tất cả con cái Thiên Chúa đang bị phân tán trở về trong sự hiệp nhất nơi người. Chúa Giêsu chết trên thập giá là một mặc khải về tình yêu trao ban sự sống của Thiên Chúa cho thế gian, thậm chí còn trọn vẹn hơn khi người còn sống. Tình yêu của Thiên Chúa tuôn chảy từ thân xác nát tan của Chúa Giêsu trên thập giá, đã lôi kéo mọi dân nước đến với người và quy tụ họ lại quanh người. Đó là cách thức cứu độ của Thiên Chúa, một cách thức vượt quá tầm hiểu biết của con người. Cái chết của Chúa Giêsu đem lại sự sống cho người khác. Lạy Chúa, chúng con chuẩn bị bước vào tuần thánh, bắt đầu bằng việc Chúa vào thành Jerusalem, để chúng con cảm nghiệm về tuần cuối cùng của Chúa trên dương thế. Xin cho chúng con đáp lại ước nguyện hiệp nhất của Chúa, và xin quy tụ chúng con dưới chân thập giá Chúa, để chúng con đáp trả tình yêu cao cả của Chúa, một tình yêu chảy từ thập giá và bao trùm tất cả chúng con. Amen. Thập giá ngất cao trên đôi đầy thập giá ơi, người mong đời gì, người mong nói chi, người nói chơi với đời. Thập giá tan dương tình yêu vinh thắng uy hùng, thập giá chứng minh trời cao thương chính vô cùng. Ra những cây mùa đông kết bông nở hoa, thập giá đau cây đàn thu tâu anh hùng ca, thập giá ngất cao trên đầy thánh giá ơi, người mong đợi gì, người mong nói chi, người nói chi với hát trong lòng tôi câu hát muôn lời, thật ra nói trong lòng tôi câu nói muôn đời. Người hãy sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Người hãy sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Thật ra ngất cao trên đời vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma.
các cử hành phụng vụ trong tuần thánh tại Vatican và Jerusalem. Sau đây là các cử hành trong tuần thánh năm 2018 được Tòa Thánh Vatican và Tòa Thượng Phụ Công giáo Nghi lễ Latin tại Thánh địa Jerusalem ban hành. Chủ nhật lễ lá, lúc 6:30 sáng ngày 25 tháng 3, tại nhà thờ mộ Chúa tại Jerusalem, Đức Tổng giám mục Giambattista Pisaballa, giám quản Tòa Thượng Phụ Công giáo Nghi lễ Latin tại Thánh địa Jerusalem, sẽ cử hành lễ lá với các linh mục dòng Francisco trong đoàn hiệp sĩ quản thủ thánh mộ. Ngay sau khi thánh lễ chấm dứt, các tín hữu hành hương sẽ kéo lên núi Ô-liu để chuẩn bị cho cuộc rước truyền thống từ đây tiến về Jerusalem, bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Cuộc rước này là để diễn lại việc Chúa Giê-xu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Đoàn rước vừa đi vừa hô vang Hosanna bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, tạo nên một cảnh tượng rất náo nhiệt và cảm động. Bethlehem và Ramallah là những khu vực thuộc lãnh thổ Palestine. Anh chị em giáo dân Công giáo tại đây muốn tham dự thánh lễ tại Jerusalem phải xin phép nhà chức trách quân sự Do Thái. Một số lớn đơn xin dự lễ tại Jerusalem thường bị bác bỏ. Chính vì thế, cha Francesco Patton, trưởng đoàn hiệp sĩ thánh mộ, bề trên dòng Francisco tại Jerusalem, sẽ cử hành lễ lá tại nhà thờ hiện ra ở đồi Canve vào chiều tối thứ Bảy, 24 tháng 3, và một thánh lễ sáng Chủ nhật tại nhà thờ Phục sinh tại Bethlehem. Trong khi đó, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, 25 tháng 3. Đây cũng là ngày Giới Trẻ Thế Giới cấp giáo phận lần thứ 33. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lá diễn ra tại chân cây tháp bút ở giữa quảng trường, và cuộc rước lá diễn ra tiếp theo đó với sự tham dự của đông đảo các bạn trẻ của giáo phận Roma. Thánh lễ sẽ được diễn ra trước tiền đường đền thờ Thánh Phêrô. Thứ năm tuần thánh, lúc 9:30 sáng thứ năm, 29 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ dầu tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong thánh lễ dầu, các linh mục lặp lại những lời hứa các ngài đã tuyên thệ khi thụ phong linh mục. Sau đó, các loại dầu được làm phép để dùng trong suốt năm khi thực hiện các bí tích rửa tội, thêm sức, phong chức linh mục và bí tích sức dầu. Lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm và cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Regina Celi, nữ vương thiên đàng của Roma, cách Vatican khoảng 1.600 mét. Trong khi đó, tại thánh địa Jerusalem, nơi Chúa Giê-xu đã trải qua những giờ phút cuối đời của Ngài, lúc 8 giờ sáng thứ năm, 29 tháng 3, tại nhà thờ mộ thánh, Đức Tổng giám mục Giambattista Pisaballa cử hành thánh lễ tiệc ly ngày thứ năm tuần thánh. Trong thánh lễ, Đức Thượng Phụ cũng lặp lại nghi thức rửa chân. Sau đó, Ngài làm phép các loại dầu thánh cho các bệnh nhân và cho các tân tòng và dầu thánh hiến. Lúc 9 giờ tối, cha Francesco Patton, trưởng đoàn hiệp sĩ thánh mộ, chủ sự đêm canh thức cùng với Chúa Giê-xu tại vườn Gethsemane, được trực tiếp truyền hình trên nhiều kênh truyền hình thế giới. Thứ sáu tuần thánh, lúc 8 giờ sáng ngày thứ sáu tuần thánh, Đức Tổng giám mục Giambattista Pisaballa, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, sứ thần tòa thánh tại Palestine và Israel, và hơn 200 linh mục sẽ cử hành thánh lễ suy tôn thánh giá tại nhà thờ mộ thánh. Vào lúc 11 giờ sáng, các hiệp sĩ thánh mộ và anh chị em tín hữu sẽ đi đàn thánh giá trên chính con đường Chúa đã đi để lên đồi Golgotha. Các nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô tại thánh địa Jerusalem
trong ngày thứ sáu tuần thánh đạt tới cao điểm với một nghi thức được nhiều người trông đợi, đó là tang lễ của Chúa Kitô. Đây là một nghi thức rất thịnh hành từ thời Trung Cổ ở nhiều quốc gia Âu Châu. Nhưng ở Jerusalem, ngay tại nơi Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh và chịu chết trên thánh giá, nghi thức này có một ý nghĩa đặc biệt. Ngay từ chiều tối, đoàn rước tiến bước chậm chạp trong tiếng nhạc trầm buồn, u sầu trong đền thờ thánh mộ. Thỉnh thoảng, đoàn dừng lại ở các nhà nguyện khác nhau trong đền thờ để suy niệm. Trong khi đó tại Vatican, lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành nghi thức suy tôn thánh giá tại đền thờ Thánh Phêrô. Cha Cantalamessa, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, sẽ giảng trong buổi cử hành phụng vụ này. Lúc 21 giờ 15 phút, tại hí trường Colosse, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể và ban phép lành tòa thánh cho những ai tham dự. Thứ Bảy tuần thánh. Lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy 31 tháng 3, Đức Tổng Giám mục Pia Battista Bisabala sẽ cử hành thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Chúa Phục Sinh. Việc cử hành sớm như thế là để chắc chắn rằng Giáo hội Mẹ tại Jerusalem luôn là người đầu tiên công bố tin mừng phục sinh trong bài vinh tụng ca hát mừng chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết và tội lỗi. Tại Vatican, lúc 8 giờ 30 phút tối thứ Bảy tuần thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vọng phục sinh bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Chúa Nhật phục sinh. Lúc 10 giờ 15 phút sáng Chúa Nhật, mùng 1 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp theo đó, từ ban công chính của đền thờ, Ngài sẽ đọc thông điệp phục sinh Urbi et Orbi gửi dân thành Roma và toàn thế giới, cùng nghi thức ban phép lành, kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới, trong đó có mạng lưới điện toán toàn cầu. Miễn là họ tuân giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Tin giáo hội tại Ba Lan. Các giám mục Ba Lan tiếp tục bác bỏ khả thể cho người ly dị và tái hôn dân sự được rước lễ. Kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Ba Lan, Thượng Hội đồng về Giới Trẻ và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Hôn Nhân và Gia Đình, Dự án Chẳng Đứng Phá Thai, Quan hệ Ba Lan-Do Thái và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Cơ quan Thông tin Công giáo Ba Lan là chủ đề của Đại hội Toàn thể lần thứ 378 của Hội đồng Giám mục Ba Lan ở Warsaw diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 3 vừa qua. Hội nghị khoáng đại do Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, chủ tọa. Hiện diện trong hội nghị này còn có Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, và các đại diện của các hội đồng giám mục từ Belarus, Cộng hòa Tiệp, Kazakhstan, Latvia, Moldova, Đức, Scandinavia, Ukraine, Hungary và Italia. Hội nghị toàn thể Hội đồng Giám mục Ba Lan đã được triệu tập vào dịp kỷ niệm 5 năm cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Francisco. Nhân dịp này, các giám mục Ba Lan đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại đền thờ Chúa Quan Phòng tại Warsaw do Đức Tổng Giám mục Salvatore Pennacchio chủ sự, với sự tham dự của đại diện các cơ quan nhà nước, các cơ quan ngoại giao và đông đảo các tín hữu. Các đức giám mục đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha
vì sự quan tâm liên tục của Ngài đối với giáo hội tại Ba Lan. Việc phong thánh cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị và chuyến tông du Ba Lan nhân ngày giới trẻ thế giới tại Krakow và các giáo huấn mục vụ. Về lễ kỷ niệm 100 năm giành lại độc lập của Ba Lan, các giám mục đã suy tư về vai trò của giáo hội trong sự phát triển tinh thần của người dân Ba Lan và trong việc phát triển căn tính quốc gia Ba Lan trong thời kỳ nước này bị sống trong tình trạng nô lệ ngoại bang. Các giám mục đã chú ý tới tầm quan trọng của giáo hội công giáo trong việc giữ gìn các giá trị quốc gia trong thời kỳ nô lệ và đánh giá cao lòng sùng kính của người dân Ba Lan. Các giám mục cũng thảo luận về các sáng kiến mục vụ liên quan đến Thượng Hội đồng về Thanh niên và việc chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Panama. Trong các cuộc tranh luận, các ngài cũng đã thảo luận cách sâu sắc về các hình thức chăm sóc hôn nhân và gia đình dưới ánh sáng của tông huấn Amoris Laetitia. Các giám mục tái khẳng định một lần nữa quyết tâm của các ngài giữ gìn giáo huấn truyền thống của giáo hội, bác bỏ khả thể cho những người ly hôn và tái hôn dân sự được rước lễ, trừ phi họ sống với người phối ngẫu mới một cách khiết tịnh. Tuy nhiên, các giám mục kêu gọi các linh mục đồng hành và quan tâm nhiều hơn đến các trường hợp khó khăn trong hôn nhân, cả trên con đường trung thành với các bí tích của họ và trong sự phân định các tình huống bất thường của họ. Nhắc lại sự cần thiết phải tôn trọng vô điều kiện sự sống con người trong tất cả các khoảnh khắc của cuộc đời, các giám mục kêu gọi các nhà lập pháp tiến hành ngay dự án chặn đứng phá thai. Liên quan đến vấn đề về quan hệ Ba Lan Do Thái, các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại dựa trên sự thật, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Các ngài nhấn mạnh rằng tất cả các hình thức bài Do Thái là mâu thuẫn với các nguyên tắc yêu mến người lân cận của Kitô giáo. Các giám mục Ba Lan cũng chỉ ra thái độ anh hùng của những người Ba Lan có nguy cơ mất mạng sống trong khi giúp những người Do Thái bị khủng bố trong Thế chiến thứ hai. Hội đồng giám mục Ba Lan cũng bày tỏ lòng biết ơn cơ quan thông tin công giáo Ba Lan trong 25 năm hoạt động vừa qua. Cuối cùng, các giám mục đã cảm ơn các linh mục vì sự phục vụ quảng đại của các ngài trong mùa chay và mong muốn tất cả các tín hữu cảm thấy hạnh phúc trong thời gian này. Đối với lễ phục sinh sắp tới, các ngài cầu chúc các tín hữu qua việc cử hành sự phục sinh của Chúa Kitô sẽ được tràn đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu đừng đến với bí tích hòa giải theo kiểu đến với tiệm giặt đồ. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong thánh lễ sáng 22 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: Thiên Chúa có tình yêu thương khắc sâu trong tim trong dạ đến nỗi không thể nào quên. Tình yêu thương của Chúa giống như tình mẹ. Thiên Chúa không bao giờ lãng quên chúng ta. Ngài không thể lãng quên. Ngài một mực thành tín với giao ước Ngài lập ra. Điều này là đảm bảo chắc chắn cho chúng ta. Do đó, lòng thành tín của Chúa mang lại cho chúng ta niềm vui. Cũng giống như tổ phụ Abraham, niềm vui của chúng ta trào dâng trong hy vọng. Bởi vì mỗi người chúng ta đều biết rằng chúng ta bất trung, nhưng Thiên Chúa thì luôn luôn thành tín. Chúng ta hãy nghĩ về kinh nghiệm của anh trộm lành. Một Thiên Chúa thành tín thì không thể phủ nhận chính mình. Ngài không thể phủ nhận tình yêu của Ngài. Ngài không thể phủ nhận dân của Ngài. Ngài không thể phủ nhận tình yêu mến mà Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Đó là lòng thành tín của Chúa. Mỗi lần đến với bí tích hòa giải,
chúng ta đừng nghĩ theo kiểu đến với tiệm giặt đồ để vũ đi bụi bẩn. Hãy nghĩ đến Thiên Chúa là Cha nhân hậu đang chờ chúng ta trở về, để đón lấy chúng ta, để ôm chúng ta vào lòng trong tình yêu thương thành tín của Ngài. Sau hết, Đức Thánh Cha chia sẻ: Chúa Giêsu luôn luôn thành tín yêu thương. Người biết rõ con, hiểu rõ con, người yêu mến con. Người chẳng bao giờ bỏ con một mình. Người nắm lấy tay con. Con muốn gì đây? Con có thể làm gì đây? Con phải làm gì đây? Hãy vui lên trong niềm hy vọng, vui lên với đầy hy vọng, bởi vì Chúa thương con như tình thương của mẹ, như tình mến của cha. Và nên
bên nhân chứng của Cha, truyền giáo chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại tiền đình nhà thờ Thánh Pio, thành Piacenza, thì được gọi là Cha Pio năm Dấu Thánh, một linh mục dòng Cappuccino, khi Đức Thánh Cha hành hương đến đây sáng ngày 17 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng như sau. Bé mọn. Trong tin mừng, Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Cha vì Ngài đã mặc khải nước trời cho những người bé mọn. Ai là những người bé mọn? Ai là những người biết đón nhận những bí mật của Thiên Chúa? Những người bé mọn là những người đang cần đến sự cao cả. Họ là những người không tự mãn, những người không tự phụ nghĩ rằng họ chỉ cần đến chính mình. Những người bé mọn là những người có lòng khiêm khùng và rộng mở, nghèo khó và thiếu thốn. Là những người biết mình cần đến lời cầu nguyện, biết tín thác và để cho mình được đồng hành. Trái tim của những người bé mọn này giống như một anten. Nó nắm bắt tín hiệu từ Thiên Chúa và hiểu ngay lập tức. Thiên Chúa muốn đến với tất cả mọi người, nhưng những người thấy mình cao cả quá thì tạo ra những trở ngại to lớn, và lòng ao ước Thiên Chúa không xuất hiện trong ta khi ta quá choáng ngợp với cái tôi của mình, đến mức không còn chỗ cho Thiên Chúa nữa. Đó là lý do tại sao Ngài thích những người bé mọn. Ngài tỏ mình ra cho họ, và cách để gặp Ngài là hạ mình xuống, khiêm cung trong lòng và nhìn nhận mình cần đến người. Mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô là mầu nhiệm của sự nhỏ bé. Ngài hạ mình xuống, chính Ngài đã hủy mình đi. Mầu nhiệm của Chúa Giêsu, như chúng ta thấy trong hình bánh tại mỗi thánh lễ, là mầu nhiệm của sự nhỏ bé, của tình yêu khiêm cung, và chỉ có thể nắm bắt bằng cách trở nên nhỏ bé và đến với những người bé mọn. Và giờ đây, chúng ta có thể tự hỏi, chúng ta có biết tìm kiếm Thiên Chúa ở đâu không? Ở đây có một ngôi đền đặc biệt nơi Ngài hiện diện, vì có nhiều người bé mọn được Ngài ưa thích. Thánh Pio gọi đó là đền thờ của cầu nguyện và khoa học, nên mọi người được mời gọi trở thành những kho dự trữ tình yêu cho người khác. Đó là nhà xoa dịu đau khổ. Trong những người bệnh ta tìm thấy Chúa Giêsu, và trong sự chăm sóc yêu thương của những người cúi xuống trên những vết thương của người lân cận, có con đường gặp Chúa Giêsu. Những người chăm sóc những ai bé mọn đứng về phía Thiên Chúa và đánh bại nền văn hóa loại bỏ là điều ngược lại. Chỉ thích những kẻ có quyền thế và cho rằng người nghèo là vô dụng. Những ai thích những người bé mọn rao giảng một lời tiên tri về cuộc sống chống lại những tiên tri chết chóc nổi lên trong mọi thời đại, thậm chí cả ngày nay nữa, là những kẻ vứt bỏ mọi người, vứt bỏ những đứa trẻ, những người cao tuổi bởi vì họ không cần thiết. Khi còn nhỏ, ở trường, họ dạy chúng tôi lịch sử của người Sparta. Tôi luôn bị đánh động bởi những gì thầy giáo nói với tôi, rằng khi một em bé bị dị tật chào đời, họ đưa em bé ấy lên đỉnh núi và xô xuống để những đứa trẻ như thế không tồn tại. Những đứa trẻ chúng tôi nói, nhưng sao lại tàn nhẫn thế? Anh chị em ơi, chúng ta cũng làm như vậy, tàn ác hơn và khoa học hơn. Những gì không cần thiết, những gì không hiệu quả đều bị loại bỏ. Nền văn hóa này là thứ văn hóa lãng phí, những người bé mọn ngày nay không được người ta mong muốn. Và vì thế, Chúa Giêsu bị gạt sang một bên. Cuối cùng là sự khôn ngoan. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa nói, kẻ khôn ngoan đừng tự hào mình khôn ngoan, kẻ hùng mạnh đừng tự hào mình hùng mạnh. Sự khôn ngoan đích thực không hề tại nơi việc có những phẩm chất tuyệt vời, và sức mạnh đích thực không phải nơi quyền lực. Những ai chứng tỏ mình mạnh mẽ và những ai chống lại cái ác bằng cái ác không khôn ngoan đâu. Vũ khí khôn ngoan và bất khả chiến bại duy nhất là lòng bác ái được linh hứng bởi đức tin, bởi vì nó có năng lực giải giới các thế lực của sự ác. Thánh Pio đã chiến đấu với sự ác trong suốt cuộc đời của Ngài và chiến đấu một cách khôn ngoan như Chúa, nghĩa là với sự khiêm tốn, với sự vâng phục, với thập tự giá, chấp nhận đau đớn vì tình yêu,
và tất cả mọi người ngưỡng mộ Ngài, nhưng rất ít người làm như vậy. Nhiều người nói tốt nhưng có bao người bắt chước. Nhiều người sẵn sàng cho một cái like trên trang web của các vị thánh vĩ đại, nhưng mấy ai bắt chước làm như các ngài. Hương thơm thánh thiện của cuộc sống Kitô không phải là một cái like, nhưng đó phải là một ân sủng cho tôi. Cuộc sống là hương thơm khi nó được trao ban như một món quà, nhưng nó sẽ trở nên mờ nhạt khi chỉ được giữ cho bản thân. Và trong bài đọc đầu tiên, Chúa cũng giải thích với chúng ta nơi nào chúng ta có thể kín múc sự khôn ngoan của cuộc sống. Ai tự hào thì hãy tự hào về điều này, là hiểu biết ta. Biết Ngài là gặp Ngài, là Thiên Chúa cứu rỗi và tha thứ. Đó là con đường của sự khôn ngoan. Trong tin mừng, Chúa Giê-xu tái khẳng định, hãy đến cùng ta, hết thảy những ai mệt nhọc và gánh nặng. Người nào trong chúng ta có thể cảm thấy bị loại khỏi lời mời gọi này? Ai có thể nói, tôi không cần điều đó. Thánh Pio đã cống hiến cuộc đời của Ngài với cơ man những khổ đau để giúp các anh chị em của Ngài gặp Chúa. Và con đường có tính chất quyết định để gặp Ngài là xưng tội, là bí tích hòa giải. Ở đó, một cuộc sống khôn ngoan bắt đầu và khởi động mới lại từ đầu một cuộc sống được yêu thương và tha thứ. Ở đó bắt đầu có sự chữa lành con tim. Cha Pio là một vị tông đồ giải tội. Ngày nay, Ngài cũng mời gọi chúng ta đến với tòa giải tội. Và Ngài nói với chúng ta, anh chị em đang đi đâu vậy? Đến với Chúa Giê-xu hay đến với nỗi buồn của anh chị em? Anh chị em quay về đâu? Về với đấng cứu độ anh chị em? Hay về với những thất bại, những hối tiếc và tội lỗi của mình? Hãy đến đây, Chúa đang chờ đợi anh chị em. Hãy can đảm, không có lý do nào nghiêm trọng đến mức loại trừ anh chị em khỏi lòng thương xót của Ngài. Các nhóm cầu nguyện, những bệnh nhân trong nhà xoa dịu, tòa giải tội là ba dấu chỉ hữu hình nhắc nhở chúng ta về ba chi sản vô giá, đó là cầu nguyện, bé mọn và sự khôn ngoan của cuộc sống. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng gặt hái được những điều này mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại tiền đình nhà thờ Thánh Pio thành Piacentina, thường được gọi là Cha Pio năm dấu thánh, một linh mục dòng Cappuccino, sáng 17 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Hãy thân lên để ta, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề tự do. Hôm nay chúng ta nói về đề tài tự do và nô lệ. Như đã đề cập trong những lần trước, ý nghĩ, quan điểm, khung quy chiếu, ước mơ, hoài bão, chờ mong, ham muốn. Những điều này như cột chúng ta vào một đường lối suy tư và hành động. Và rồi chúng tạo nên một số cảm xúc có điều kiện. Vậy, chúng ta thường nô lệ những gì? Đó là những điều chúng ta bám víu. Theo thông thường, chúng là những nhu cầu khá chính đáng. Thế nhưng, điều chúng ta cần không có nghĩa là chúng ta phải hoàn toàn lệ thuộc chúng và gắn bó quá mức với chúng. Bao lâu còn bám víu, bước tiến đến sự giải thoát chính mình sẽ bị cản trở, hoặc ít ra là chúng ta bị chậm bước. Thật khó lòng dứt bỏ, vì chúng như một phần của bản thân tôi, một phần của con người tôi rồi. Làm sao cắt xẻ mà không đau đớn đây? Khi lệ thuộc vào một người, một vật hay sự việc là lúc chúng ta tự đặt mình dưới sự cai quản của nó rồi. Chính mình tự đưa đầu vào trọng, tự để cho những thứ ấy có quyền lực trên đời mình. Ví dụ, khi ai đó nói gì làm xúc phạm, lời của họ làm tôi đau đớn, xao xuyến, bực tức. Nếu tôi để mình bị những ý nghĩ và cảm xúc đó ở mãi trong mình, có nghĩa là tôi để cho người đó ảnh hưởng, có quyền lực trên tôi.
Dù ý thức hay không, muốn hay không muốn, tôi đã vô tình tự đặt mình dưới ảnh hưởng và sự điều khiển của họ rồi. Làm sao để chúng ta có thái độ thật sự tự do, nhất là với của cải, quyền uy và hướng lòng mình về những giá trị đích thật, vì những thứ ở đời rốt cuộc cũng chỉ là mây khói mà thôi. Muốn giải thoát, ngoài việc cắt bỏ sợi dây ràng buộc tâm trí và sự dính bén với những gì mà chúng ta đang đeo bám, chúng ta còn có thể chuyển hướng chúng thành những điều tích cực, rút sự lành ra khỏi sự dữ, biến cái tiêu cực thành lợi ích. Điều này cần tỉnh thức, can đảm và quyết tâm cao. Henry Nguyen sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điều này. Tác giả nói, cuộc đời này ít có ngày trôi qua mà không có những bóng mây u tối. Nhưng hôm nay tôi nhận biết nó nhưng không dúi đầu vào đó. Những gì được coi như là chuyện chẳng lành thì lại trở nên chuyện may lành cho tôi. Thứ đến, chúng ta nói về tự do, nô lệ và những tư tưởng tiền chế. Mỗi người chúng ta thường nghĩ rằng, thế giới này sẽ ra sao? Con người tôi sẽ như thế nào đây? Cuộc đời tôi sẽ trở nên làm sao? Người thân của tôi phải như thế nào? Tôi mong muốn điều gì cho tôi, cho người thân, cho công việc, cho đất nước, v.v. Tất cả những ý nghĩ, những nhu cầu, những ước mong đó đã được hình thành dần dần và đã được dệt sẵn trong chúng ta với thời gian, với những gì đã nhận được qua cuộc sống thực tế, qua ước mơ, hoài bão và quan điểm của mình. Tôi là tổng hợp của quá khứ, có nghĩa là tôi bây giờ đã được hình thành và được ví như ngôi nhà tiền chế, được đem đặt vào một khu đất, đó là khung cảnh thực tế của đời sống. Sự bình an, hạnh phúc hay bất hạnh của đời tôi dường như phát sinh do sự ăn khớp của ngôi nhà tiền chế đó vào thực tại cuộc sống. Như thế là tôi bị động, bị cái nhà đã có sẵn và bản thân tôi phải thích nghi, chứ không phải tôi chủ động xây và sáng tạo nên nó theo như tôi muốn một cách ý thức và hữu ích, thoải mái. Vậy làm sao để chúng ta có tự do nội tại và thoát khỏi sự tiền chế đó? Câu trả lời khá đơn giản. Khi chúng ta không để những ý nghĩ sẵn có trong đầu mình chi phối cách chúng ta suy nghĩ, nhìn sự việc và hành động. Ví dụ, một người con sẽ nghĩ là nếu mẹ thương mình, thì mẹ phải không để cho con em thiếu thốn vật chất, không làm cho nó buồn, cố gắng cho trẻ hài lòng, mua sắm cho nó đầy đủ để không thua thiệt với người ta. Rồi trong thực tế, nếu sự việc không xảy ra như cách nó nghĩ về tình thương của mẹ, đứa con sẽ buồn, sẽ bất mãn, sẽ giận hờn. Cảm xúc vui buồn của nó tùy thuộc vào cách mẹ nó có đáp ứng những gì nó quan niệm, nó chờ đợi hay không. Muốn giải thoát khỏi vòng cương tỏa của sự ràng buộc trong đời và để có tự do, chúng ta cần làm sao cho mọi sự đến hay đi đều không để dấu ấn được trên đời mình, thì cần phải có thái độ không coi gì là quá ư quan trọng, nhưng coi mọi sự có như không có. Điều này giống như tấm gương soi, bao nhiêu người nhìn thấy mình trong gương, nhưng gương lại không giữ một bộ mặt nào cả. Cứ để cho mọi sự diễn ra mà không cản ngăn, níu kéo, suy diễn, như thế thì cuộc đời sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác ái yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân.
tình yêu Thiên Chúa gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin chào người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Bạn trẻ hôm nay đầy sức sống đi vào đời, xây dựng tương lai trong ánh đức tin rạng ngời. Này bạn trẻ ơi, bác cái yêu thương phục vụ, quyết tâm thi hành, đời bạn mãi là mùa xuân. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Này bạn trẻ ơi, tình Chúa thiết tha kêu mời, loan truyền tin vui cho những ai đang ưu phiền. Này bạn trẻ ơi, hãy sống chứng nhân giữa đời, mến tin chào người, đời bạn thắm nồng yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Tình yêu Thiên Chúa luôn gọi mời, hãy nên chứng nhân cho tình yêu giữa đời đổi thay. Dù bao sóng gió hãy tin rằng Ngài luôn chở che thuyền đời ta về bên an bình. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Quý vị, các bạn thân mến, trong nhịp sống hối hả hàng ngày, có bao giờ chúng ta dừng lại và tự hỏi, cuộc sống chúng ta cần điều gì nhất, và làm sao để đạt đến điều đó?
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng hỏi như thế, và ông đã chiêm nghiệm rằng, sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Một tấm lòng như muối mặn men nồng, ướp cuộc đời đầy những đớn đau. Một tấm lòng để có thể cảm thông chia sẻ với người khác. Một tấm lòng biết lắng nghe lời mặc khải yêu thương của Thiên Chúa. Tin mừng của Thánh Gioan thuật lại rằng, 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu và các môn đệ trở lại Bethania, là gia đình của 3 chị em Martha, Maria và Lazaro. Có thể nói, đây là lần thăm viếng cuối cùng trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn. Mọi người đón tiếp người một cách thân tình, nhất là sau biến cố Lazaro sống lại từ cõi chết. Và cũng như thường lệ, họ dọn tiệc thết đãi thầy trò Giêsu. Martha, người chị lớn đảm đang luôn bận rộn với việc bếp núc. Riêng cô Maria dành cho Chúa một cử chỉ đặc biệt. Cô lấy một cân dầu thơm cam tùng hảo hạng xức vào đôi chân của thầy và lấy tóc mình mà lau. Thấy vậy, Judas Iscariot phản đối kịch liệt. Ông cho rằng việc làm đó quá lãng phí. Sao không bán dầu thơm ấy lấy 300 quan tiền để cho người nghèo? Hiểu được suy nghĩ của Judas, Chúa Giêsu liền nói, hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Còn thầy, anh em không có mãi đâu. Cô Maria đã thể hiện lòng hiếu khách và nhất là lòng biết ơn sâu sắc, vì Chúa đã làm cho Lazaro em cô vừa sống lại. Lòng yêu mến đã khiến Maria vượt thắng mọi rào cản dẫn cô đến gần Chúa hơn. Judas chỉ nghĩ cho riêng mình, còn Maria hướng cái nhìn đến một sự thánh thiện cao sâu trong tình yêu. Có lẽ Maria chưa hiểu về ngày mai táng sắp cận kề, nhưng linh cảm cho cô biết Thầy Giêsu không còn hiện diện bao lâu nữa. Cô thực sự có lòng yêu mến vì đã sống gần gũi thân mật với Chúa Giêsu. Cô đã ngồi hàng giờ dưới chân thầy để lắng nghe những lời dạy khôn ngoan. Cô không bị tác động bởi tiền bạc mà chỉ biết dành cho Chúa trọn vẹn tấm lòng, một con tim tràn đầy hương thơm của tình mến. Không phải dễ dàng mà chúng ta được ở cận kề bên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy trân trọng những phút giây quý báu ấy. Đó là giây phút của yêu thương, của lắng nghe và cảm thông. Trong đời sống thiêng liêng, nếu thực sự có lòng khát khao, thì chúng ta mới gặp gỡ được Thiên Chúa. Nếu chúng ta yêu mến và sống gắn bó với Chúa, chúng ta mới hiểu được những gì Người muốn. Nếu ai để cho lòng mình vướng bận vào đam mê tiền bạc, tâm hồn họ sẽ không còn chỗ để cho Thiên Chúa ngự trị. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, Chúa đã quảng đại ban cho chúng con những đấu chèn chề đã dằn đã lóc. Trái lại, chúng con lại tính toán với Chúa từng chút thiệt hơn. Xin dâng về Chúa trái tim của chúng con đã nhiều lần không chọn tình với Chúa, đã phản bội đi hoang. Xin cho chúng con được trở về, nối lại sợi dây yêu thương, để chọn niềm dấu ái trong vòng tay của Chúa. Amen. Tôi đi tìm trong cuộc sống hình bóng một người. Tôi nhớ, tôi thương, tôi thao thức đêm trường. Là Giêsu tình yêu muôn thuở. Tình yêu cháy lửa trong tôi khao khát đi tìm mãi trong cuộc sống. Tôi mong chờ mong ngày tháng người đến.
thương tôi ngàn năm muôn thuở, ngàn năm vẫn mãi thương tôi. Tôi thao thức mong chờ, chờ mong suốt cuộc đời. Giê-xu ơi, người ở nơi đâu? Người ở nơi đâu? Và người ở nơi đâu? Tôi đi tìm người, tôi đi tìm người trong phố xá rộn ràng, trong phú quý bạc vàng, mà sao tôi không thấy? Mà sao tôi không thấy? Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.